Kèn hay quá nhờ Tiến nhỉ. Bây giờ mới biểu diễn ấy. Nhưng mà nó êm, cái kèn của Tiến nó êm, nó không bị gắt. Rồi, xin chào anh em đã đến với tập tiếp theo của mình. Hôm nay rất là cảm ơn những anh em yêu xe của Bình Dương đã tạo điều kiện cho mình được review những siêu phẩm của Bình Dương. Phải nói là cảm ơn Tiến rất là nhiều. Bây giờ thì nhờ Tiến bấm một anh cái kính này xuống với. Đây chắc là anh em sẽ đoán ra được là một cái idol nào ở trong khu vực Bình Dương này rồi. Hôm nay thì mình sẽ mở lời chào với anh em là ở trên xe luôn. Quá là đẹp luôn anh em ơi, đẳng cấp quá. Tiếp theo thì anh em mình sẽ bám theo với gọi là idol của Bình Dương đây để anh em mình tiến hành review cái siêu phẩm này. Nói chung là mình rất là đam mê và nhiều anh em có nhắn tin bảo anh ơi review của xe của anh út đậu đi, thì hôm nay đúng là một cái cơ hội gọi là quá là tốt mà Tiến đem lại cho mình. Phải cảm ơn Tiến rất là nhiều đấy. Bây giờ thì chắc là mình sẽ tạm thời cắt cái đoạn này đi để rồi tới khu vực nhà của Út Đậu. Anh Út Đậu này thì mình sẽ review đầy đủ cho anh em xem nhá. Kênh của YouTuber chuyên mặc quần đùi review xe tiền tỷ. Đấy, hôm nay thì gặp một idol cũng là chuyên mặc quần đùi chạy xe tiền tỷ. Anh em chắc là nhận ra là ai rồi. Đây là xe của Út Đậu. Đấy, idol Bình Dương. Chiếc xe rất là tuyệt vời. Hôm nay thì mình rất là may mắn mà biết được đến Tiến rồi các anh em ở Bình Dương giới thiệu đến để quay xe của Út. Thì gọi là rất là nhiều anh em bình luận trên kênh của mình rồi nhắn tin trên Facebook của mình là có để lại là cái comment là anh review chiếc xe này. Hôm nay thật là may mắn luôn. Gọi là một chiếc rất là đẹp. Mình rất là hâm mộ luôn, và đây là lần đầu tiên mà mình được tận mắt mà chứng kiến. Phải rất là gọi là choáng ngợp với vẻ đẹp của em ấy. Ôm một cái nhá. Không biết nói sao nữa. Đợt này anh em là đừng có thắc mắc và chê bụng to nữa. Mình ngồi xe nhiều thì nó hơi bị to bụng, anh em thông cảm. Nhưng mà thôi, cái nội dung mà bụng biết thì ngoại thất của mình thì đừng có quan tâm mà. Hôm nay để mình làm việc về chiếc xe này đi. Rồi trước tiên bây giờ mình phải hỏi thêm về Út đi. Lại gần chiếc xe tí nhờ Út Đậu chút đi. Chiếc này là đời bao nhiêu đây em? Xe đời 15 anh. 2015 à? Mà đẹp long lanh nhờ. Phải nói là em dọn rất là kỹ đấy. Tức là cái chiếc này em khi em mua về là cũ hay là mua mới hoàn toàn luôn? Mua nhà anh giống như này. Giống như xe này. Dạ. Nhưng mà về em dọn là được lên như này đây. Dạ. Phải nói rất là tỉ mỉ. Mà cái thời gian mà từ khi em dọn cái xe này đến giờ là nó được bao nhiêu lâu rồi? Trong vòng nếu mà xong xuôi luôn á, trong vòng 2 tháng. 2 tháng là xong hoàn thiện chiếc xe như này luôn. Tại vì phải chạy hàng nữa.
cái thời gian nó chạy hàng nó nhiều hơn cái thời gian rảnh dọn xe. Bây giờ nói chung là trên xe này anh đã thấy là rất là nhiều đồ em lên ở đây rồi. Chẳng hạn như cái này thì chắc chắn là lên rồi. Bằng inox luôn à? À đấy à, cái này là cũng là lên luôn đúng không? Inox luôn này. Những con này thì là chắc chắn là em nhận dạng thấy này. Phần này cũng là lên luôn. Đây là cái mặt lạ của Chago luôn à? Những cái phần này thì là, à đây là dán đề can nhỉ? Ừ. Đấy, biển số riêng, cá nhân riêng ở dưới này. Chơi thêm quả biển số gọi là cá nhân này. Có đèn không? Buổi tối có đèn không? Có đèn luôn à? Ừ, em bật cho anh cái đèn đấy. Phải nói là cực kỳ và gọi là chất anh em phải công nhận một điều là như thế. Rồi tiếp theo này anh em nhìn cái dàn đèn ở bên trên nữa này. Dàn đèn bên trên kia cũng rất là chất chơi luôn. Phải gọi theo cái gọi là ngôn từ của những anh em mà giới trẻ gọi là chất chơi người rơi ấy. Đấy. Cực kỳ là chất chơi luôn đấy. Rồi có tem gì nữa? G1 là tem gì đấy của Út? 61 à, tem 61. Bình Dương mà. Bình Dương. Rồi có cái logo đấy. Rồi những con Michelin đây thì rất là nhiều. Phải nói là rất là đẹp. Còn cái này thì cái gương này là em cũng bọc lại luôn đúng không? Dạ, gương inox 34. Inox luôn. Lên đồ inox rất là nhiều. Cái mâm này bên ngoài này là cũng bọc lại đúng không? Inox luôn. Những cái viền này thì là bằng inox luôn à? À. Cái này cũng là lên rồi này. Đúng không? Anh không có dành về Hyundai đâu. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh được quay Hyundai đấy. Hôm nào có dịp ấy đi chở hàng cho anh xin theo trải nghiệm trên đường đi. Okay. Công việc nữa. Để chuyến sau anh vào trong cái thời gian đi. Còn chơi cả dưới này nữa luôn. Đầy đủ chi tiết. Thế còn đây anh hỏi này, anh thắc mắc này, cái phần này nhìn rất là đẹp này. Là cái phần này em đã độ lại hay là nó nguyên bản của xe? Độ lại hết. Độ lại luôn à? Cả phần mặt trên này nữa luôn. Mà cái phần này làm hết nhiều tiền không em? Cái phần hai bên này này. Cái lườn hai bên này này. 16 triệu mấy. Là toàn bộ là phần bên này với bên trên. Rồi, dè này là bao nhiêu nữa? Dè nó 11 triệu. Cái dè này cũng đẹp này anh em này. Cực kỳ đẹp này. Thế những cái bộ này này em này. Nguyên những cái bộ ở La Răng đây với lại trên kia nữa là nó vào khoảng bao nhiêu tiền? Sao anh? Những cái bộ này vào khoảng bao nhiêu tiền đây? Bộ inox này hả? Ừ. 6 bánh nữa hả? Đúng rồi. 6 bánh 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Anh bây giờ anh không thể nhớ được con số nó là bao nhiêu rồi. Nói chung là đây là những cái mà đẹp, gọi là mình nhìn là đã thấy ấn tượng từ xa rồi. Đấy. Mình bây giờ đi sang bên tài cơ mà. Tổng quan bên ngoài thì anh em nhìn có thể thấy rõ đấy. Những cái đèn đóm đây, nói chung là mình làm rất là nhiều thứ ở đây rồi. Đúng không? Ở cái mặt lạ đây nữa này, rất là nhiều đèn này. Cái đèn này giống như là mình hình dung ra nó hơi chạy luôn đúng không? Hai luôn cái logo luôn. Đẹp quá nhỉ. Thế còn cái đèn này là em dán à? Dán kính hơi màu hồng hồng tí á. Màu hường ấy. Kính trên cũng đẹp quá, dán cả cái đề can này là đẹp. Cái tấm gọi là phim cách nhiệt. Màu này đẹp. Nói chung là cái chiếc xe này phối màu đẹp. Mình nói thực sự là phối màu rất đẹp. Từ đèn đóm các thứ. Phải nói là giống như kiểu là những cái chiếc xe mà từ Thái Lan ấy. Anh hình dung ra giống kiểu phong cách đấy. Em lên đỡ anh sao là cái siêu phẩm đẹp. Đẹp hơn nữa. À đấy à. Nửa tháng sau anh hy vọng vào anh em mình được đi trải nghiệm cùng nhau. Anh đi theo em một chuyến hàng. Bây giờ thì anh xin phép lên xe quay trên xe nội thất nhá. Không sao. Nó thực tế em không có phải ngại đâu. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị tiến lên xe. Sẽ em ngồi ở trên đấy luôn rồi anh sẽ nhờ em gọi là để anh hỏi thêm một chút nhá. Trước tiên là anh em đã thấy là phần ngay bên dưới này đã được bọc rất là kỹ này, bọc da này. Chi tiết từng tí một luôn này, rất là kỹ. Bên này là chắc là cái cần đổ ben của mọc ben đây à Út. Dạ đúng rồi Tú, đó là ben, đó là cái ben ben sau đấy. Dạ. Rồi, mình đứng từ ngoài này, bắt đầu quay vào tiếp này anh em này. Bắt đầu là từ ghế này. Ghế này cũng bọc lại này. Nhìn thì anh em biết rồi. Toàn bộ nội thất đằng sau đây đã bọc hết này. Cái đường sau đây có đèn luôn đúng không em?
không có thiếu chỗ nào là không có đèn đâu đúng không? Chỉ có cái giường này là không bắt được đèn nữa thôi, để nằm ngủ thôi. Wow. Quá là đẹp đấy. À còn nháy luôn à? Đây là bắt nhạc vẫn nháy bên là à, nó sẽ nháy theo tiếng anh nhạc. Tú nói chuyện là nó nhảy, không nói chuyện nó không nhảy. À, hay nhỉ. Yeah, xe rất là thơm và sạch anh em ạ. Đây cabin thì lên cái kiểu là phiên bản gold. Đấy là đã có bọc những cái đề can này nhìn cũng rất là đẹp và sang này. Tại vì em lỡ cái bọc đây, còn không em đi nhúng hết. À thế à. Trong thời gian em kia tôi đứt nhúng rồi, tại lọc nó sao nó ổn. Nó là HD đúng không? Nhưng mà mình lên cái vô lăng của Chago rồi. Mình lên vô lăng của Chago rồi. Ồ cái ghế của nó ngồi rất là sướng nha. Phải nói là nội thất là rất là đẹp anh em ạ. Không có điều gì để mà gọi là thắc mắc gì được ở đây nữa. Mình hôm nay chỉ gọi là review về nội thất thôi anh em nhé, và ngoại thất thôi. Còn nó đừng có nói chuyện về máy móc nữa. Đây, đây là những cái trần là cũng bọc đẹp. Anh thích cái màu này nó sạch này. Nói chung là anh thấy có nhiều người thì người ta bọc là nó sẽ thành chia thành to này. Với hoặc là người ta làm nó cùng một màu thì nó sẽ không đẹp, còn đây mình sẽ chia thành hai màu thì nó có cái sự khác biệt hơn thì nó đẹp hơn. Đấy, đây là cái tổng quan về bên trong cái phần nội thất của xe. Giường ngủ cũng bọc lại. Cái đệm này bọc cũng đẹp này. Cái phần dưới này thôi, chi tiết dưới này thôi cũng bọc hết. Không có sót chỗ nào cả, bên này cũng bọc luôn. Bọc da hết luôn, full hết luôn. Yeah. Cái tiền bọc da trong cái cabin này hết nhiều không em? 10 triệu anh ạ. 10 triệu toàn bộ luôn à? Yeah. Chà. Còn cái bọc ở cái vô lăng đây nó bao nhiêu tiền em? Nó là 1.3 triệu. 1.3 triệu luôn à? Đẹp quá nhỉ? Phải nói là đẹp. Em tự chạy chiếc xe này luôn và chăm sóc nó luôn đấy, đúng không? Yeah. Và những chiếc khác kia là có xe nhà có người khác chạy. Bên phần này là cũng bọc đề can này anh em. Đấy là phần tổng quan của chiếc xe đây. Gọi là hôm nay lần đầu tiên mình quay về Hyundai. Gọi là được may mắn mà tiếp cận một siêu phẩm. Nói chung là rất là cảm ơn Út rồi Tiến nữa, anh em Bình Dương nữa, gọi là tạo điều kiện cho mình quay tiếp cận với anh em mà nhiệt tình, còn Út còn tính là đậu cả ngày ở nhà để cho quay nữa thì mình rất là cảm ơn luôn. Quá là nhiệt tình luôn. Thôi bây giờ mình xuống dưới bên dưới nhỉ. Nội thất thì anh em cũng xem là đầy đủ đấy. Nói chung là chiếc xe này nếu mà vào buổi tối thì nó rất là lung linh đấy. Cực kỳ là lung linh đấy. Mình hình dung giống như kiểu xe của bên Thái phải không Tiến? Thì có thể anh em mình sẽ nén lại một tí xíu để nhìn cái xe có tối. Anh cái tầm này thì anh sẽ phải ở đây đến tối để anh quay tiếp cho anh em nhìn được cái xe nó buổi tối nó lung linh. Quá là đẹp luôn đấy. Phải buổi tối là mình sẽ phải quay thêm một chút. Ben luôn. Ben đây à? Đây là phần ben à? Thế thì trong đấy có hàng không? Không, ben không được. À đấy à? Thế thử ben cho anh xem. Ben đấy, đó mới ben. Thử ben cái cho anh xem cái xem nó ra sao. Chưa được, anh chưa được xem cái ben này nó hoạt động ra sao đấy. Đây là ben luôn, lấy chứ ngồi đây. Đó. Quay mà. Đây là cái ben đằng sau đây. Cái này là mình chuyên chở cám Út. Em chở bắp. Bắp à? Bột bắp à? Bắp nước ngoài á. Bắp nước ngoài về mình đấy, đấy là về để làm cái gì nhỉ? Về đấy cho size cho gà anh. À. Size cho gà heo. Ừ. Gà heo rồi. Rồi mình lại gần đây xem một chút về cái phần dưới rìa đằng sau đây. Quên mất chưa quay cho anh em xem phần sau này. Lại đây về xem cái phần đèn đây anh em. gọi là đánh dấu cái chủ quyền ở khắp nơi, ở từ cái chắn bùn cũng có là ghi tên Út Đậu và số điện thoại luôn, rất là đầy đủ luôn. Quả dàn đèn này cũng rất là nhiều bóng, không thiếu cái gì cả. Cái ben này lên rất là chậm nhỉ. Và bây giờ mình thì rất là thích cái phần mà gọi là được đi trải nghiệm. Nếu mà có hôm nào anh đi theo được một chuyến mà trải nghiệm cùng thì nó mới gọi là thích thú.
Thì hôm nay cái phần này mình làm là review trước cho anh em xem về cái siêu phẩm. Thì lần sau là khi mình bỏ hàng ở Sài Gòn đây thì mình sẽ liên hệ với Út Đậu để xin đi theo một chuyến chở hàng. Phải nói là rất chi tiết, từ trên cái phần kính ở bên trên này nữa cũng làm những cái ánh hồng hồng đỏ đỏ rất là đẹp. Mình nhìn thích rồi đấy, có lẽ về cũng phải dán cái này đấy. Cái này, cái phim này dán có đắt tiền hơn phim vừa thường mà Út. Đắt hơn anh, hai bên này, hai bên đúng không? Dưới ở trên này 1,2 triệu. À đấy à. Có thể biểu diễn cho anh cái kèn, xem cái tiếng kèn nó có hay không nào. Kèn nào? Kèn to luôn đấy. Để test cái kèn nữa anh em ạ, vì còn tiếng kèn nữa. Chà. Ok ok. Kèn đã quá. Rồi, thì cái van như thế rồi là mình cũng biết thêm về cái gọi là cái xe của Út Đậu bây giờ đang chạy hiện tại, thì mình xem gọi là những cái cơ cấu hoạt động cho anh em xem như thế thôi. Vì mình chưa bao giờ được gọi là quay mọc ben các thứ đấy. Hôm nay là lần đầu tiên luôn quay Hyundai và mọc ben. Ok rồi Út ạ. Thôi thì bây giờ là cũng kết thúc video này. Và cũng là cảm ơn Út với lại Tiến, anh em Bình Dương là nhiệt tình để hỗ trợ cho mình. Thì hẹn anh em vào clip sau nhé. Là mình sẽ xin đi theo trải nghiệm và công việc của Út nữa, cho nó thực tế và có nhiều cái câu chuyện để nói sau. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc và tạm biệt anh em tại đây nhé. Cái này nó có tự hạ xuống không Út, hay là mình phải ấn xuống? Nó tự xuống à? Ấn như thế tự xuống à? Ngày xưa anh chạy xe ben nhưng mà không có phải là chạy xe to như này. Thấy là chưa là gì đâu đúng không? Em tặng anh Tuấn làm cái nón này làm kỷ niệm nha. Mình cảm ơn nhá. Hôm nay gọi là đã được anh em hỗ trợ cho mình quay rồi, lại còn có quà mang về nữa thì rất là quý. Rất là cảm ơn Út Đậu cùng với Tiến đã hỗ trợ cho mình. Gọi là được mình rất là mê xe mà gọi là gọi đi cái là mình đi liền luôn đấy. Thôi bây giờ thì anh em mình kết thúc clip và hẹn vào cái dịp sau để trải nghiệm cùng Út Đậu nhá. Còn bây giờ anh em mình đi những cái kèo khác nữa. Kèo bí mật không thể nói được. Đội luôn đi, đội luôn đi. Rồi ok. Bây giờ rất là nhiệt tình chở mình từ chợ đầu mối sang, rồi bây giờ sang chở sang bên này nữa để quay thực hiện được một video. Phải nói là cái sự hỗ trợ của anh em mà nó rất là lớn đấy với mình thực hiện được. Anh em mà xem trong vòng cái thời gian ngắn thôi, nhưng mà để mà gọi là thực hiện được thì anh em mình đã phải mất nhiều cái thời gian, rất là nhiều cái thời gian, nhất là Tiến đã dành cái thời gian cho mình nguyên cả một buổi chiều ngày hôm nay. Thì mình cũng nói thêm trong cái video này, còn Út Đậu cũng thế, còn đang tính bảo là đậu nguyên cả xe như thế để cho anh quay trong vòng một ngày luôn cũng được, quá là nhiệt tình luôn. Gọi là lái xe công mà chở xuống là lái xe đạp điện.